Hello, xin kính chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Nikki Watt. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nghề làm nail của mình nhé. Thì Thủy đã làm nail hơn 25 năm nay rồi. Từ khi qua Mỹ được vài năm thì mình đã vấn thân vào cái nghề này. Thì có nhiều anh chị mình làm nail cũng rất là lâu rồi. Thì mình có nhiều người ở Việt Nam hoặc là những người Mỹ họ cũng không hiểu tại sao mà người Việt mình lại thích đi làm nail như vậy. Thì câu hỏi là tại sao người Việt làm trong nghề nail nhiều như vậy? Thì câu trả lời đơn giản là cái nghề nail thì rất là dễ học và đi làm thì cũng dễ, tại vì Việt Nam mình thì mở tiệm đầy hết, cho nên là khi mà mình có bằng rồi thì mình đi làm cũng rất là dễ. Nếu mà trong nhà có một vài người đi làm thì rất là tiện, để ra là mở tiệm nail rồi mình tự làm rồi không cần phải lo lắng về thợ hay là về chủ, cho nên là một cái nghề rất là tương đối dễ sống ở Mỹ. Vậy thì income, cái mức lương có thể sống nổi hay không? Thì nghề nail tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà những anh chị nào mà chịu cài, có sức khỏe thì có thể làm một tuần 6-7 ngày thì họ có thể kiếm khoảng 1.000-1.500 một tuần sau khi chia. Hoặc là nếu mà có tiệm thì họ sẽ làm cái tiền lương khá hơn nữa. Thủy thì làm nail đã 25 năm rồi, cho nên là không có muốn làm nhiều như vậy. Thì mình chỉ ổn định giờ giấc là mình từ thứ hai tới thứ sáu và mình nghỉ thứ bảy chủ nhật. Mình làm từ 9 giờ tới khoảng 6 giờ rưỡi thì mình cũng đã xong rồi. Vậy thì có nhiều người đặt ra câu hỏi là vậy chứ đi làm nail có thoải mái hay không? Thì Thủy thì mướn một cái chỗ riêng cho Thủy làm thì rất là thoải mái. Mình không có chủ, mình không có những người làm chung để mà mình giành khách với nhau, cho nên là công việc mình rất là thoải mái. Mình thì mình làm theo khách hàng, có khách hàng thì làm, còn không có khách hàng thì mình không làm. Vậy đó. Hôm nay vắng khách cho nên mình mới vào đây tám và chia sẻ cùng với các anh chị chút xíu về nghề nail của mình. Thì nói chung nếu mà các anh chị mà ở Việt Nam mới qua, tiếng Anh không được rành thì đi làm nail là một cái công việc nói chung là dễ làm nhất. Nếu mà các anh chị ở Việt Nam đã học qua ngày nail thì các anh chị có thể xin bất cứ một cái tiệm nào và họ sẽ nhận các anh chị ngay. Nếu mà những cái tiểu bang đó họ dễ, họ không có xét bằng khó khăn. Nhưng riêng cái tiểu bang Kansas của Thủy ở thì mấy ông bà stackboard rất là khó. Cho nên là những người chủ mà họ mướn những người thợ không có bằng họ cũng sợ lắm. Tại vì nếu mà họ xét tiệm một vài lần mà bị có những người làm không có bằng thì họ sẽ đóng cửa cái business của mấy người chủ đó, cho nên là họ cũng rất là cẩn thận. Thì nói chung là làm cách nào đi nữa thì các anh chị cũng phải kiếm cho mình một cái tấm bằng bỏ túi thì mình đi làm mình có cảm thấy tự tin hơn, mình không có sợ là stackboard vô phá mình. Thì cái bằng nail đi học thì cũng không phải là khó. Thì các anh chị chỉ cần có một cái bằng tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam hoặc là một cái GED hoặc là một cái bằng tốt nghiệp ở Mỹ trong high school thì các anh chị có thể đi học nghề nail. Chỉ cần học có 400 giờ là mình có thể đi thi và đi làm ngay. Nói chung là đi học thì để cho có đủ giờ thôi, chứ đi ra thì cái kinh nghiệm mình thì chưa có. Kinh nghiệm là trừ khi mình đi làm rồi từ từ mình học hỏi từ từ. So với mấy em bây giờ mà làm trong nghề mấy năm nay thì tay nghề 25 năm của mình thì không bằng mấy em. Tại vì bây giờ những cái technology, những cái kiểu đeo bây giờ rất là đẹp, rất là hay, rồi làm đủ kiểu đủ trò, ombre, ombren, gì tùm lum tà la, stiletto nails and coffin, rồi nói chung là những cái đó thì nó rất là đa dạng. Còn mình thì mình chỉ làm những cái basic thôi, cho nên là mình thì bị lỗi thời rồi. Nói chung là rất là dễ kiếm việc làm. Income thì tương đối ổn định tùy theo tiểu bang. Có chỗ thì income giá cả sẽ cao hơn nếu mà cái mức sống đó ở đó cao hơn. Còn có những chỗ thì mức sống nó rẻ hơn thì giá thì nó cũng tương đối bèo. Tùy chỗ, tùy nơi, không nên
nói là người này làm 1.500 một tuần thì chỗ nào cũng 1.500 một tuần, thì tùy theo chỗ tùy theo nơi nhé các bạn. Vậy thì đi làm cho mình sướng hơn hay là đi làm chủ sướng hơn hay là đi làm mướn sướng hơn thì mỗi người một cách sống mà. Thủy thì làm cả ba. Lúc mấy đầu mình mới ra nghề thì mình đi làm mướn cho người ta, thì có cái sướng cái không sướng là giờ giấc thì mình không có phụ thuộc về mình, và mình mỗi lần mình xin nghỉ mình đi đâu thì cũng rất là mệt, cho nên giờ giấc nó cũng hơi không được thoải mái. Nhưng mà mình không có nặng đầu về cái chuyện tiền lương, tiền mướn hoặc là này kia, cho nên là làm thợ thì cũng sướng, làm chủ thì cũng có làm qua. Thì làm chủ được cái là mình được nhiều income hơn xíu, nhưng mà thật sự mình phải trả rất là nhiều thứ, cái overhead của cái tiệm mình, rồi tiền thuế, rồi tiền social security cho thợ, rồi nói chung là rất là nhiều tiền. Thì cái tiền chi ra mình cũng rất là nhiều, mà chủ chỉ giữ được có 40% của thợ thôi. Thì Thủy thấy là cái tiền mà giữ lại để mà chi phí cho mọi thứ thì cũng rất là mệt. Thì làm chủ qua rồi thì mình cũng không có thích làm. Thì bây giờ hiện tại đó là Thủy mướn một cái căn phòng nhỏ nhỏ, Thủy làm một mình, thì mình không có thợ. Cái overhead của mình nó cũng không đến nỗi là quá đắt. Một tháng Thủy trả khoảng 1.000 tiền mướn. Thì nó mình không cần lo nghĩ gì hết, thì một tuần mình trả khoảng 275 đồng tiền mướn, nói chung là như vậy. Thì mình chỉ mua supply đồ thêm thôi, thì nó cũng khỏe, là mình không có phải lệ thuộc vào một cái ông chủ hay bà chủ. Mình muốn xin nghỉ thì mình cứ việc gạt sổ ra rồi mình báo với khách rồi mình sẽ nghỉ một tuần. Mình nghĩ giờ nào cũng được, chứ không phải là phải xin rồi ông chủ phải nói ồ mùa này đắt mùa kia ế, hay là không cho mình đi. Cho nên là rất là thích. Thì làm cái nào sướng hơn thì nói chung là tùy theo mỗi người thôi. Thì mình thì bây giờ mình thấy là mình rất là sướng, không có lệ thuộc vào những người chủ và những người thợ, thì mình thấy mình rất là sướng. Giá neo thì sao? Thì bây giờ hồi lúc mà Thủy mới ra mà làm riêng á, mình mướn cái bàn riêng á, thì cái giá của Thủy so với những cái anh chị mà làm trong những cái tiệm mà walk-in á, thì cái giá của Thủy tương đối cao hơn họ. Nhưng mà đã 12 năm nay mình không có lên giá với khách, tại vì mình sợ mình lên giá thì khách nó lại bỏ mình đi. Thì bây giờ các anh chị nhờ dipping, nhờ gel, nhờ tùm lum những cái product khác nhau, thì bây giờ các anh chị làm ngoài walk-in salon cái giá lại cao hơn mình. Thì mình hơi bị thất thế chỗ đó. Thì bây giờ trong vòng tháng 12 thì sẽ lên giá để mà theo cho kịp các anh chị chứ. Nói chung là nail thì bây giờ đang rất là có thời. Các anh chị mình đi làm mướn rất là có nhiều tiền. Cho nên là mình cũng cái chuyện mà mình mướn thì bây giờ nó hơi lỗi thời, nhưng mà mình vẫn thích. Steak board. Nếu mà nói về steak board thì ở ngoài thì steak board ở Kansas nó rất là khó. Họ đi truy lùng những cái tiệm và những anh chị không có bằng á, thì họ sẽ rất là khó. Ở ngoài chỗ Thủy làm thì nói chung là mình làm chung với Mỹ thì 1.5 tới 2 năm họ mới ghé qua một lần, và họ cũng tương đối là dễ, họ không có đến nỗi là quá khó. Nhưng mà mình thì mình tuân theo luật cho nên là cũng dễ dãi. Mà hồi lúc mới vào nghề, mỗi lần gặp steak ball là tim mình nó đánh thình thịch. Mình cứ sợ là bà ấy sẽ tìm những cái gì, tại vì mình cũng theo cái tính Việt Nam thì mình cũng hay dùng lại những cái buffer hoặc là những cái dũa. Thì mỗi lần mình làm vậy thì mình cứ sợ. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ mình cũng giảm lại cái tánh đó. Thì mình cắt cái buffer ra làm hai. Nhưng bây giờ họ bán những cái buffer nhỏ nhỏ như vậy nè, rồi những cái dũa hôm trước mình cũng cắt làm hai, rồi bây giờ họ cũng bán những cái dũa nhỏ nhỏ luôn, cho nên là rất là tiện để mà mình xài xong thì mình luyện thành. Cho nên là steak ball vô khám thì mình không có sợ nữa. Cho nên là nếu mà mình có bằng đàng hoàng thì sống rất thoải mái, đi làm rất thoải mái. Kinh nghiệm thì mình có rất là nhiều, để video tới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về làm cách nào để có đủ khách đi ra ngoài,
để mở một cái tiệm nhỏ hoặc là mướn một cái station nhỏ để mà làm giống như Thủy, thì Thủy sẽ hướng dẫn các bạn làm việc như thế nào nhé. Until next time, see you guys later. Nếu các bạn thích thì xin hãy cho Thủy một ngón tay like và subscribe to my channel nhé. Để trong tương lai thì Thủy sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái quá trình đi làm nail rồi mở tiệm nail hoặc là mướn cái bước như Thủy làm bây giờ như thế nào. Thì mong được sự ủng hộ của các bạn, và nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ việc comment ở dưới thì Thủy sẽ trả lời cho các bạn nhé. Xin cảm ơn và chúc một ngày vui vẻ.